Dạ hello, Tiệm sách Giao Phát mến chào tất cả bà con cô chú cùng các anh chị đang theo dõi video của Tiệm sách Giao Phát. Tiệm sách Giao Phát mình chuyên chế tạo những chiếc xe nâng chế dành cho quý chị cô bác sử dụng trong mục đích hỗ trợ lao động. Mình xin giới thiệu thì cái chiếc xe này là chiếc xe nâng tải trọng 500 kg. Chiếc xe này của một bác khách ở ngoài Quảng Ngãi, bác vào Bình Dương, bác đặt Tiệm sách Giao Phát làm. Thì rất là trân trọng cái tình cảm của bác dành cho Tiệm sách Giao Phát. Thì bác yêu cầu Tiệm sách Giao Phát làm cho bác một cái chiếc xe nâng sử dụng điện 220, cắm điện trực tiếp, điện gia đình, điện một pha. Và sau đó là bác yêu cầu gắn thêm một cái bộ phận quay tay. Trong trường hợp cúp điện thì mình sẽ chuyển qua chế độ quay tay. Thì nếu mà không có điện thì mình sẽ quay tay, còn có điện thì mình sẽ kêu ghim điện. Thì chắc là bác làm bên cây cảnh và bác hay vận chuyển đi xa nên là bác rất là sợ không có điện. Giờ bây giờ Tiệm sách đã làm xong chiếc xe cho bác và xin quay để cho bác xem và giới thiệu tới tất cả bà con mình cùng theo dõi. Thì chiếc xe này có chiều cao 2m và tầm nâng cao được là 1m50. Xe này có bề ngang là 65 và càng dài ra là 75. Xe sử dụng bánh trước là bánh BU 130 và bánh sau là bánh 150 BU. Thì bây giờ Tiệm sách mình sẽ cắm điện để test xe cho bà con mình xem, cũng như chú khách ngoài Quảng Ngãi chú xem. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện trực tiếp vào động cơ ha. Mình sẽ test motor trước. Rồi bây giờ mình sẽ bấm điện cho chiếc xe nâng mình nâng lên ha. Đó, đây là mình đang sử dụng điện. Xe này mức nâng cao nhất là 1,5 m nha mọi người. Thì mọi người thấy cái càng nó đang lên gần qua khỏi đầu người ha. Rồi bây giờ mình sẽ hạ xuống để mình chuyển sang chế độ quay tay cho bà con mình xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ quay tay. Cái trọng tải của cái quay tay này cũng là tương đương 500 kg nha mọi người. Động cơ quay tay thì động mã động cơ là 2600. Động cơ quay tay hỗ trợ trong trường hợp khi nào cúp điện thì mình sẽ quay tay nha mọi người. Rồi ok, video của em tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người dành chút cái thời gian theo dõi video. Mọi người yêu thích kênh Tiệm sách Gia Phát, không quên đăng ký kênh ủng hộ cho Tiệm sách Gia Phát. Mọi người sẽ không bỏ lỡ những video Tiệm sách sẽ giới thiệu trong thời gian sắp tới cho mọi người. Xin cảm ơn rất là nhiều. Cái con động cơ là mã BA800 nha mọi người.